chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết giữa kỳ đề án phát triển quan hệ giữa Việt Nam, Trung Đông, Châu Phi giai đoạn 2016-2025. Hội nghị trực tuyến tổng kết vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái. Tích cực chuẩn bị cho ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày